Hello, chào bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ và chia sẻ khoảng chủ đề. Bạn nghĩ rằng không có biện pháp, nhưng mà chính là bạn chưa có nghĩ ra cái biện pháp mới. Thì tôi tóm tóm lại cái chủ đề này các bạn. Tóm tóm lại chủ đề này. Bạn cho rằng là không có biện pháp, nhưng đó chính là bạn chưa nghĩ ra được biện pháp mới. Với câu nói này các bạn, khuyến khích các bạn hãy tìm ra mọi giải pháp, bởi vì luôn luôn có ánh sáng cuối đường hầm. Cùng tắc biến biết biến tắc thông các bạn, những câu nói từ người xưa, và trong phúc thì có họa, trong họa có phúc. Vì vậy các bạn hãy nhớ là đứng trước những tình huống khó khăn, đứng trước những cái sự kiện khó khăn, đứng trước những cái trở lực mà tưởng chừng không vượt qua nổi, thì các bạn hãy nhớ một cái câu của ông Bell, người phát minh cái điện thoại, nói rằng khi một cánh cửa này đóng thì không thì có sẽ có một cánh cửa khác mở ra, nhưng thông thường con người cứ luyến tiếc mãi cánh cửa đã đóng mà không nghĩ rằng vẫn có một cánh cửa đang mở ra để chờ đón mình. Đó các bạn lưu ý. Và trong lịch sử của nhân loại và trong những vài trăm năm gần đây thì các bạn biết rồi, lúc đó anh em nhà Wright nghĩ rằng nhìn trên bầu trời, nhìn thấy loài chim bay, ao ước rằng làm sao con người có thể bay được như chim. Hay ông cứ nghĩ ngợi mãi, thì lúc đó xung quanh họ nói đây là hai thằng khùng, hai thằng điên, hai thằng không tưởng. Nhưng sau đó thì sao các bạn? Máy bay được ra đời. Và cũng những thời điểm đó thì ông Bell nghĩ rằng làm sao con người có thể bay, có thể cách nhau hàng ngàn cây số có thể nói chuyện được với nhau. Thì người đời cũng kết luận đây là những thằng khùng, những thằng không tưởng. Nhưng sau đó thì sao các bạn? Sau đó thì là điện thoại được, sau đó thì điện thoại được được ra đời. Đó các bạn. Bạn có biết, ai ai phát minh ra điện thoại, ai phát minh ra điện thoại, bạn có biết ai phát minh ra máy bay, trả lời ha, đúng có thưởng, trả lời đúng có thưởng. Nó thật thật vậy các bạn. Thì tôi trở lại vấn đề, thì các bạn biết rồi, cái câu nói là bạn cho rằng không có biện pháp, chính là bạn chưa nghĩ ra một biện pháp mới. Đây là một cái câu khuyến khích chúng ta vận dụng tất cả mọi trí tuệ, mọi suy nghĩ, mọi kinh nghiệm, mọi trải nghiệm, và thậm chí tham khảo ý kiến người khác để chúng ta về tìm ra giải pháp mới. Thì như hồi nãy tôi có nói các bạn đó, cùng tắc biến biến tắc thông, hay không? Cùng tắc biến tắc thông là luôn luôn có ánh sáng cuối đường hầm, là một là vô phiên đến một ai đó. Hãy nhớ rằng cho dù nó có khổ sở, cho dù nó có gian nan vất vả, cho dù nó có khủng hoảng, thì luôn luôn cái niềm khuyên chúng ta hãy có niềm hy vọng, niềm tin tưởng vào tương lai và đứng dậy. Và cũng có một câu nói, bí quyết của người thành công là ngã 7 lần nhưng đứng dậy 8 lần. Các bạn, nếu bạn thấy video này hay, hãy like, comment và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và hãy đăng ký vào nút chuông của YouTube, hoặc các bạn follow vào TikTok hoặc là trên Facebook, tôi sẽ có nhiều video hay cho các bạn. Cảm ơn các bạn.